Chúa Trời, và không ai núp trong bóng Ngài toàn năng. Giờ nguyện rằng Chúa là thành con ân náu, ôi lạy Ngài con mãi thành kính tin yêu. Lạy Thiên Chúa, xin thương hay ở cùng chúng con, khi gian nan xin Ngài ban ơn phúc bình an. Bạn không lo mắc vương bao điều ác hại, và tai ương sẽ không vương nhà bạn đâu, bởi vì Ngài sẽ truyền lệnh cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp mọi nẻo đường đời. Lạy Thiên Chúa, xin thương hay ở cùng chúng con, khi gian nan xin Ngài ban ơn phúc bình an. Gặp gian nan chính tay Thiên Thần bế bạn, bàn chân đi sẽ không vấp nhầm vào đâu, mà bàn đạp dân lục hồ mang không tan. Chân còn đạp sư tử và khủng long luôn. Lạy Thiên Chúa, xin thương hay ở cùng chúng con, khi gian nan xin Ngài ban ơn phúc bình an. Ngài xứng ra chính ta che chở cứu độ, Người yêu ta với ai biết nhận quyền bố, và nhận lời cứu người khổ đau kêu tới. Ta ở cùng ban phúc người lúc gian nan. Lạy Thiên Chúa, xin thương hay ở cùng chúng hoàng vu. Loài quỷ ma cám dỗ Chúa Giêsu. Nếu là con Thiên Chúa thì hoa đã thành bánh ăn được chăng? Nhưng Chúa liền đáp rằng: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ những lời từ Thiên Chúa chi thánh truyền phán ra. Xin cho con được thành tâm ăn năn sám hối, và hằng tin theo tin mừng, vì nước trời nay dâng tới nơi. Nước trời đã sáng
sắp tới nơi. Xin cho con đừng chiều theo muôn cơn cám dỗ, và hằng nói gương theo Ngài là sống lời Thiên Chúa trong đời. Sống lời Thiên Chúa trong đời. Đưa lên thành gia niêm loài quỳ ma cám dỗ Chúa Giêsu. Nếu là con Thiên Chúa thì hòa phép nhảy xuống kia được chăng? Do có lời chép rằng này Thiên Sư nâng khỏi bì pha đá, người mạnh lời đáp là đừng thử thách Đức Chúa của chính người. Xin cho con được thành tâm ăn năn sám hối và hằng tin theo tin mừng, vì nước trời đã sắp tới nơi. Xin cho con đừng chiều theo muôn cơn cám dỗ, và hằng nói gương theo Ngài là sống lời Thiên Chúa trong đời. Sống lời Thiên Chúa trong tôn kính thì tôi sẽ tặng hết vinh lời kia. Nhưng Chúa liền phán rằng này Sa-tan, ngươi phải lạy Thiên Chúa và thờ phượng chính người là Thiên Chúa chi thánh của các người. Xin cho con được thành tâm ăn năn sám hối và hằng tin theo tin mừng, vì nước trời đã sắp tới nơi. Xin cho con đừng chiều theo muôn cơn cám dỗ, và hằng nói gương theo Ngài là sống lời Thiên Chúa trong đời. Sống lời Thiên Chúa trong đời. Xin cho con được thành tâm ăn năn sám hối và hằng tin theo tin mừng, vì nước trời nay sắp tới nơi. Nước trời đã sắp tới nơi. Xin cho con đừng chiều theo muôn cơn cám dỗ,